Trên màn hình quý anh chị khách hàng đang xem, đây là một miếng đất vừa chuẩn xây một căn nhà cấp 4 tại vị trí khu đông dân cư cách quốc lộ 2B khoảng độ 300m. Chính chủ anh Hậu đang cần kêu bán. Số điện thoại anh Hậu đã thể hiện góc trên màn hình. Sau khi anh chị xem hết clip, gọi thẳng cho ảnh ha. Vị trí miếng đất chạy thẳng theo cung đường nhựa này, đi thẳng một mạch thôi là đụng ngã ba, giao nhau với đường quốc lộ 22B. Đất của mình là hẻm quốc lộ 2B nhưng mà là trục chính nha. Ra quốc lộ này quẹo sang phải là về trung tâm thành phố Tây Ninh, quẹo sang trái là về hướng chợ Cẩm Giang, xã Cẩm Giang và hướng về Gò Dầu. Vị trí đất tọa lạc tại xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Mọi nhu cầu chi tiết thắc mắc và muốn mua xin liên hệ chính chủ là anh Hậu. Hoàng xin thân ái kính chào quý chị khách hàng, cô chú và các bạn đang xem video trên kênh Điện thoại Tây Ninh. Hiện tại Hoàng đang đứng trước mặt tiền của lô đất này. Tuy là thuộc xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, nhưng mà vị trí đất cũng tương đối đặc biệt là khu vực giáp ranh với xã Cẩm Giang thuộc Cò Dầu nha anh chị. Vì thế nó hưởng trọn cái tiện ích của xã Cẩm Giang như là ngoài chợ nè, trường học và cả quốc lộ 22B, vân vân. Đặc biệt nhất là đường xá di chuyển thẳng từ quốc lộ 22B vào một đường một trên cung đường nhựa này. Mọi người di chuyển từ Sài Gòn về đây thì từ quốc lộ 2B chỉ tẹt vào một nhánh này thôi là vào tới lô đất của mình luôn nha. Đây là mặt bằng trước của lô đất mình. Bên đây chạy thẳng qua vẫn là thông ra đường nhựa, bên trái là ra hẻm số 6 của đường Nguyễn Lương Bằng để về xã Trường Đông. Ở đây thì còn một cung đường nữa anh chị. Nếu mà tính góc thẳng nó vào đây là vào đất hàng xóm. Còn miếng đất của mình thì nằm trịch bên đây nha anh chị, không có bị đâm đường. Tiếp theo thì Hoàng xin mời mọi người cùng xem sổ sách giấy tờ của lô đất này. Hiện tại sổ hồng chính chủ đang nằm tại nhà nha. Được giá trao đổi với anh Hậu thì hai bên ra công chứng ngay. Vị trí nằm tại ấp Trường Ân, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích sử dụng đất là 91,9 m², trong đây thì có 43 m² là đất ở tại nông thôn, còn lại toàn bộ đất trồng cây lâu năm. Với diện tích thổ cư như thế này thì mình có thể xây dựng công trình nhà cửa hết đất rồi anh chị, bởi vì khu vực của mình vẫn còn là thuộc xã chứ không phải là đất của đô thị, vì thế rất là thoáng về vấn đề xây dựng nha. Đây, trên hình chị đang xem đây là hình dạng thửa đất nè. Đầu tiên anh chị thấy được cái đường mà ngắt đứt đó anh chị, đó là đường ranh phân địa giới hành chính giữa thị xã Hòa Thành và huyện Gò Dầu, nói rõ hơn là giữa xã Cẩm Giang và xã Trường Đông, nơi vị trí đất của mình tọa lạc. Đất của mình cũng đặc biệt ha, nằm giáp ranh luôn. Hướng của đất này là quay về hướng nam nha anh chị, nằm ở mặt tiền đường có lộ quy hoạch là 10m. Đất mình tiếp giáp đường là 4, hai cạnh dài vào đều là 23, hậu đất vẫn là 4m như phần mặt tiền, các cạnh đối xứng bằng nhau. Với diện tích này thì thoải mái để xây dựng một căn nhà cấp 4, còn nguyên một khoảng sân để ô tô nha. Rồi, chúng ta cùng nhau xem thực tế bên ngoài. Từ đây nè, qua tới trụ bên đây là 4, dài xuống 23, hậu là 4 và dài lên 23m. Hiện tại lô đất được hàng rào hết 3 mặt rồi anh chị. Còn phần bên phải thì để thông thoáng với nhà của hàng xóm nha. Nhưng mà cũng có cấm trụ dày hết rồi, xuống tới dưới luôn. Bây giờ thì Hoàng sẽ đi tiện vào nhà hàng xóm nè, vào bên trong để quay rõ ràng ranh giới và các gốc trụ cho anh chị xem. Hiện tại thì do anh Hậu ở xa, không có thời gian quản lý, chạy lên chạy xuống cũng khá cực ha. Vì thế là anh Hậu cần ra đi luôn miếng đất này. Đây là cái nền đất bên trong nè anh chị, bằng phẳng ngang với đường. Phía sau thì cũng có cắm trụ rồi. Còn đây là mặt tiền phía trước nè. Trụ thì đổ ở chân bê tông đàng hoàng ha. Từ đây qua tới sát chích rào là 4m. Còn cái vách này dài xuống 23m nè anh chị. Vách hàng rào bên đây thì ngon lành rồi, có xi móng, kéo kẽm 40 và cắm trụ ha. Còn ở đây là nguyên một dãy hàng trụ đi dài xuống phía cuối hậu đất. Đây là phần mặt tiền. Bây giờ Hoàng sẽ di chuyển xuống cuối hậu đất để quay cho anh chị xem nha. Xã Trường Đông của mình thì có chợ Trường Lưu và một cụm trường học từ cấp mẫu giáo cho đến cấp 2. Quy hoạch cũng chuẩn đẹp, không thua gì xã Trường Tây, Trường Hòa hay cả Long Hoa của thị xã Hòa Thành Tây Ninh nha. Ở dưới đây thì quy hoạch ô bàn cờ lớn nha anh chị. Giữa đất thì cũng có cắm trụ nè anh chị. Đó, cắm dài xuống cuối hậu đất luôn. Hậu đất thì là cuối những cây chuối này nha. Bây giờ Hoàng sẽ đi vòng bên đây để đi xuống cuối hậu đất luôn. Nhìn chung về vấn đề giáo dục, y tế và các tiện ích sống thì có đầy đủ rồi, đường xá thuận tiện. Còn về công việc thì chỗ này có 2-3 khu nghiệp lớn nha anh chị, cách miếng đất của mình là khoảng độ 4-5 km thôi. Từ đây qua đây là 4m là phần hậu đất nè, bằng y chang với phần mặt tiền luôn, đều là 4m. Hai cạnh dài xuống, một bên thì có vách hàng rào, một bên thì cấm trụ rồi. Anh chị mua thì chỉ việc làm cái vách hàng rào bên đây nữa thôi nha. Đó. Và đó là tất cả các hiện trạng đất Hoàng đã quay chi tiết các góc cạnh cũng như là các góc nhìn bay từ trên cao của lô đất chính chủ là anh Hậu. Sau khi anh chị xem hết video, liên hệ với anh Hậu để làm việc lô này qua số điện thoại góc trên màn hình 0933 172 756 nha. Cho chị xem lại một lần nữa cái phần mặt tiền nè. Và hai cạnh dài xuống đều là 23m nha.
tọa lạc tại xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Bây giờ thì bắt đầu từ vị trí đất, Hoàng sẽ di chuyển trên cái trục nhựa chính này nè, chạy thẳng ra tuyến đường quốc lộ 22B và chạy một đoạn để cho chị tham khảo dân cư nha. Bây giờ Hoàng sẽ thông báo cái giá ngày hôm nay mà anh Hậu đang kêu bán hết toàn bộ này với tổng giá trị là 449 triệu. Ngoài ra giá này thì anh Hậu thông báo là vẫn còn thương lượng luôn. Anh chị nào thiện chí thì hãy gọi ngay với anh Hậu để được giá tốt nha. Mình đã chạy ra được đường quốc lộ 22B rồi. Đó. Hướng mà từ Sài Gòn chạy về đây thì mình chỉ cần quẹo phải vào thôi nha, không cần phải dòng lương. Và trên đây là thông tin chi tiết của miếng đất. Hiện tại chính chủ là anh Hậu đang cần kêu bán. Mọi nhu cầu chi tiết thắc mắc và muốn mua cũng như đi xem, xin liên hệ chính chủ là anh Hậu qua số điện thoại góc trên màn hình 0933 172 756. Đồng thời cũng nhân video này, quý anh chị cô chú nào đang có nhà đất cần bán gấp tại Tây Ninh, đừng ngần ngại hơn gọi ngay với Hoàng qua số điện thoại là 0981877139. Hoàng sẽ xuống khảo sát nhà đất trực tiếp cho anh chị. Nếu phù hợp giá cả khách hàng thì Hoàng sẽ giới thiệu cho anh chị bán nhanh nha. Đến đây thì Hoàng xin tạm dừng video. Chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn lại trong video sau.